Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Quảng Bình Đại Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021, chúng tôi sẽ truyền đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi sản xuất kinh doanh. Nỗ lực theo đuổi ước mơ con chữ của học sinh bản Bạch Đàn. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 23 tháng 9, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Ba Đồn, cùng đi có đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn và các thành viên của Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã Ba Đồn cho biết, ngay sau khi ghi nhận ca dương tính COVID-19 đầu tiên, thị xã Ba Đồn đã khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng, thành lập chốt phòng chống dịch COVID-19 tại các khu vực thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các xã phường còn lại tăng cường công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan lơ là. Riêng tại phường Quảng Thọ, địa bàn có số ca dương tính nhiều nhất của thị xã Ba Đồn, hiện nay địa phương này đã thành lập 17 chốt phòng chống dịch và tổ tuần tra lưu động việc chấp hành chỉ thị 15-16 của người dân, đảm bảo các điều kiện cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, tăng cường tuyên truyền, vận động bà con ai ở đâu ở đó và tuân thủ quy định 5K của ngành y tế. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Văn Đình, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, thị xã Ba Đồn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ cuộc chiến chống dịch COVID-19 là hết sức phức tạp, lâu dài và cần chủ động khai báo y tế, thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Thị xã cũng cần có giải pháp mạnh mẽ để bảo vệ an toàn cho các xã vùng Nam, đảm bảo công tác lưu thông hàng hóa, thuốc men, nhu yếu phẩm cho người dân, thực hiện tốt việc đảm bảo hậu cần cho lực lượng chức năng tại các chốt phòng chống dịch COVID-19. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, thời gian qua tỉnh Quảng Bình đã cơ bản khống chế được chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại cảng cá Nhật Lệ. Có hai địa phương là thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch chuyển trạng thái phòng chống dịch. Có được kết quả này là nhờ sự chủ động quyết liệt trong công tác phòng chống dịch của các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình cũng tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của Trung ương. Đối với thị xã Ba Đồn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá các công tác chỉ đạo của địa phương trong phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, đã điều hành linh hoạt, tổ chức giao ban hàng ngày, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị cũng như các địa bàn lân cận trong việc hỗ trợ thị xã lấy mẫu xét nghiệm. Thị xã Ba Đồn cũng chỉ đạo các địa phương tập trung cao độ cho vấn đề khoanh vùng nhanh, tiến hành xét nghiệm để sớm bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng, nhất là địa bàn có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, đã tầm soát diện rộng để tránh bỏ sót các yếu tố dịch tễ liên quan. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tại thị xã Ba Đồn cần tiếp tục quản triệt và thực hiện nghiêm túc việc phong tỏa, cách ly ở các địa bàn thực hiện chỉ thị 16 với phương châm ai ở đâu ở đó. Bà con không giao tiếp hay tiếp xúc giữa nhà này với nhà khác. Cùng với đó, tại các vùng phong tỏa cần tăng cường xét nghiệm để sớm bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng. Đối với những địa bàn đang thực hiện chỉ thị 15 thì có thể lấy mẫu tầm soát theo hình thức đại diện hộ gia đình, tăng cường việc xét nghiệm tại các khu vực đông người như chợ, siêu thị. Đồng thời yêu cầu lực lượng tại các chốt cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa, tránh trường hợp người dân ra đường khi không có việc cần thiết, cũng như tăng cường cảnh báo cho bà con về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, tránh chủ quan, nhưng cũng không quá hoang mang, lo lắng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị thị xã Ba Đồn cần quản lý chặt chẽ cả khu cách ly, quá trình vận chuyển các F1 phải phân nhóm nguy cơ để tránh lây lan dịch bệnh, xây dựng các phương án phòng chống dịch một cách công khai để bà con nhân dân được biết. Các xã, phường phát huy tinh thần chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Dịp này, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lực lượng tại các chốt cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hơn nữa lượng người và phương tiện ra vào địa bàn, động viên bà con nhân dân yên tâm thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Đồng thời tạo điều kiện để vận chuyển các nhu yếu phẩm cho nhân dân ở các vùng phong tỏa. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định trong phòng chống dịch. Chính quyền các địa phương phải đảm bảo một số điều kiện cần thiết cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19.
Hôm qua ngày 23 tháng 9, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch và phục hồi sản xuất ở một số cơ sở trên địa bàn thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch. Tại thành phố Đồng Hới, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo đời sống cho người dân ở cả khu vực đang thực hiện chỉ thị 16 ở xã Bảo Ninh. Theo báo cáo của lãnh đạo xã Bảo Ninh, hiện tại trên địa bàn có 4 thôn thực hiện chỉ thị 16 và địa phương đang duy trì 4 chốt kiểm soát phòng chống dịch. Tình hình đời sống của người dân tại cả khu vực phong tỏa được đảm bảo. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền xã Bảo Ninh cùng với việc kiểm soát dịch bệnh cần sâu sát cơ sở, nắm tình hình và động viên người dân trên địa bàn, nhất là trong khu vực đang phong tỏa, khắc phục khó khăn, chung tay phòng chống dịch COVID-19 để cùng với toàn tỉnh thực hiện tốt mục tiêu kép khi chuyển sang trạng thái mới. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Mai Thăng Long, từ sau ngày 15 tháng 9 đến nay, đơn vị đã xây dựng phương án 3 tại chỗ, sử dụng dưới 50% số lượng lao động để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong sản xuất. Có 240 trên 800 công nhân đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Từ ngày 23 tháng 9, công ty đã sử dụng 70% số lao động, thực hiện một cung đường 2 điểm đến để tái sản xuất. Sau khi nắm bắt tình hình, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã động viên tập thể lãnh đạo, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Mai Thăng Long nỗ lực khắc phục khó khăn để sớm phục hồi và từng bước duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho lao động trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19. Tại huyện Bố Trạch, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất tại trang trại nông nghiệp sạch công nghệ cao Ngọc Lan ở thôn Bàng, xã Hòa Trạch và công ty cổ phần Focosec Quảng Bình ở thị trấn Nông Trường Việt Trung. Trang trại nông nghiệp sạch công nghệ cao Ngọc Lan có diện tích 4 ha, chuyên trồng sắn, cây ăn quả, cây dược liệu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh điện năng lượng mặt trời áp mái và gần đây được ngành nông nghiệp hỗ trợ thực hiện mô hình nhà màng với diện tích gần 800 m2 để trồng dưa lưới, dưa vàng. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trang trại đã thực hiện sản xuất khép kín, vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo quy định, vừa có được nguồn hàng chất lượng cao phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Từ khi địa phương chuyển sang thực hiện chỉ thị 15, trang trại đã xuất bán được 500 kg dưa vàng và dưa lưới. Tại công ty cổ phần Focosec Quảng Bình, hoạt động sản xuất đã từng bước phục hồi trở lại. Từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9, đơn vị thực hiện phương án sản xuất 3 tại chỗ nhằm đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 9, sau khi 100% công nhân được tiêm vaccine, công ty sẽ chuyển sang tổ chức sản xuất trong điều kiện bình thường mới. Từ khi sản xuất trở lại đến nay, công ty thu mua được 3.000 tấn sản nguyên liệu của nông dân huyện Bố Trạch với giá từ 2.000 đến 2.300 đồng trên 1 kg. Đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của các doanh nghiệp trong phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi duy trì sản xuất kinh doanh, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc một số quy định của tỉnh đã ban hành trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hóa. Mặt khác, luôn quan tâm đến công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm sản xuất phải an toàn và an toàn để sản xuất trong điều kiện bình thường mới. Hôm qua ngày 23 tháng 9, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và hoạt động sản xuất kinh doanh sau ngày 22 tháng 9 năm 2021. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đại diện một số sở ngành có liên quan. Tại điểm cầu các địa phương có đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các xã phường trong tỉnh. Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19, về tình hình dịch trên địa bàn, tính đến 6 giờ ngày 23 tháng 9, tổng số ca mắc COVID-19 từ trước đến nay là 1.582 ca, trong đó có 668 ca đang nhiễm, 910 ca đã được điều trị khỏi. Qua theo dõi giám sát trong thời gian từ khi áp dụng việc chuyển trạng thái mới các mức độ phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh đến nay, Quảng Bình đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh một cách đúng hướng. Các ổ dịch được kiểm soát, khoanh vùng thu hẹp. Công tác phòng chống dịch được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả. Trung tâm chỉ huy đã tập trung đánh giá mức độ nguy cơ các vùng để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, giãn cách xã hội và triển khai tổ chức sản xuất phù hợp. Diện tích lúa hè thu đã cơ bản thu hoạch xong. Diện tích sản nguyên liệu ở các vùng thấp trũng đã được thu mua với giá cả ổn định. Dịch bệnh trên đàn vật nuôi được khống chế. Việc tiêu thụ thủy hải sản đã ổn định trở lại, các doanh nghiệp đã và đang từng bước lên phương án tái sản xuất trong trạng thái bình thường mới.
thị trường hàng hóa, giá cả tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, điểm bán hàng ổn định, đảm bảo đời sống và sức khỏe cho người dân. Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá tình hình và đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển sản xuất, trong đó tập trung vấn đề cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm và duy trì hoạt động giao thương tại các chợ, đảm bảo tiêu thụ nông sản cho người dân, khôi phục từng bước hoạt động giao thông đi lại trên các tuyến, chuẩn bị các phương án tổ chức dạy và học trở lại cho học sinh một cách chặt chẽ. Các đại biểu cũng đề cập đến việc chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, có kế hoạch tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên. Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của lực lượng tuyến đầu, sự đồng lòng, đồng sức và ý thức chấp hành của người dân, đến nay tỉnh đang từng bước kiểm soát tình hình, chuyển trạng thái mới trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội. Trên tinh thần tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo cách tiếp cận mới, trạng thái mới và phù hợp với tình hình thực tế, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị. Với quyết tâm rất cao trong lãnh đạo, trong chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, của người dân, của doanh nghiệp, tôi báo cáo cảm chí chúng ta phải có kết quả như ngày hôm nay để trở lại cái trạng thái bình thường mới. Cái chuyển trạng thái bình thường mới trên địa bàn toàn tỉnh thì báo cáo cảm chí được xác định rất cụ thể, vẫn là ưu tiên tập trung trước hết, trên hết là cho công tác phòng chống dịch, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đảm bảo công tác phòng chống dịch và giữ vững được cái kết quả, thành quả công tác phòng chống dịch của tỉnh. Chúng ta tiếp tục chỉ đạo thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh theo cách thức tiếp cận mới, phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân là phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, rồi tạo điều kiện đảm bảo đời sống, sinh hoạt và sức khỏe cho người dân. Đó là cái ưu tiên, đó là nhiệm vụ xuyên suốt cho là cái thời kỳ sắp tới chúng ta sẽ chuyển trạng thái bình thường mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đánh giá chính xác kết quả kiểm soát dịch để áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch trên địa bàn, không thực hiện các hoạt động phong tỏa diện rộng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống nhân dân, tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động đi lại của người dân để hạn chế nguy cơ tái phát lây lan dịch bệnh. Các sở ngành, đơn vị địa phương tập trung chỉ đạo xây dựng kịch bản sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội để kịp thời triển khai thực hiện, trước hết là đối với các vùng an toàn. Đồng thời, chủ động kịch bản phòng chống dịch trong tình hình mới với phương châm an toàn vẫn là trên hết. Chủ động xây dựng phương án hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương phải tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, trước mắt là tại một số địa phương không thực hiện giãn cách xã hội, không để chậm trễ dẫn đến lãng phí nguồn vốn đầu tư. Chỉ đạo rà soát, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và thúc đẩy tiến độ các dự án. Tiếp tục chỉ đạo tập trung ưu tiên cho công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Biểu dương khen thưởng kịp thời các tấm gương tốt, điển hình, cách làm hay, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Tập trung đánh giá, triển khai phương án tổ chức dạy học, ứng phó với diễn biến dịch COVID-19 trong năm học 2021-2022 phù hợp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý, đối với các địa phương còn xuất hiện cả ca F0, phải tập trung triển khai các kịch bản phòng chống dịch để sớm kiểm soát tình hình, cùng với các địa phương trong tỉnh giữ vững các vùng an toàn trong phòng chống dịch. Còn những địa phương nào nữa, trong 15, rồi 16 nữa, thì báo cáo các chị cố gắng là chuyển về bình thường mới. Tỉnh chúng ta phát sinh dịch bệnh là những cái đơn vị cuối đó, nhưng mà diễn biến khá phức tạp, nhưng mà thời gian ngắn chúng ta làm như vậy là để thấy sự nỗ lực trong lãnh đạo, trong chỉ đạo, sự quyết tâm quyết liệt của hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp các ngành, của nhân dân để đạt được cái kết quả như hôm nay, và mong muốn rằng phải giữ được kết quả này, không được chủ quan, không được lơ là, vừa là phòng chống dịch tốt nhưng đồng thời là làm tốt công tác phục hồi phát triển kinh tế xã hội có cái hiệu quả và kết quả cụ thể. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương cập nhật tình hình về phòng chống dịch và hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo việc chỉ đạo linh hoạt, kịp thời, phù hợp trong công tác phòng chống dịch cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, trong bối cảnh Quảng Bình đang nới lỏng dần các hoạt động trong phòng chống dịch COVID-19, các doanh nghiệp đã có nhiều đề xuất kiến nghị các sở ngành, chính quyền địa phương các cấp có chính sách hỗ trợ để khôi phục sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19. Tại hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đề nghị
Bên cạnh việc triển khai các chính sách của Trung ương, thì nhiều chính sách về thuế, tiền thuê đất, các sở ngành cần xem xét giải quyết để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19, ảnh hưởng đến năng lực sản xuất kinh doanh và doanh thu của doanh nghiệp. Đối với chính sách thuế, ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành chính sách hỗ trợ miễn giảm thuế đối với doanh nghiệp, đề nghị Cục Thuế Quảng Bình kịp thời có công văn hướng dẫn cụ thể để các doanh nghiệp thực hiện. Tiếp tục giảm và giảm cái việc nộp thuế của doanh nghiệp và có chính sách đặc biệt để hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường, nhà hàng, khách sạn, du lịch. Hỗ trợ các doanh nghiệp về vốn, thì vốn ở đây là vừa vốn trung ương, vừa vốn địa phương. Thì tôi nghĩ rằng vốn địa phương là có những khó khăn bởi vì nguồn thu chúng ta chưa đáp ứng chi, thậm chí phải xin điều tiết của trung ương. Thì cái hỗ trợ lúc này của các doanh nghiệp, cái mong mỏi của các doanh nghiệp đối với lãnh đạo tỉnh và các ngành các cấp đó là gì? Xin hỗ trợ bằng một cái cơ chế chính sách phù hợp với thực tại để tạo điều kiện, tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp tiếp tục đứng vững và phát triển. Về phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, vấn đề này cũng được nhiều doanh nghiệp kiến nghị đề xuất, nhất là đối với việc triển khai các dự án bất động sản. Liên quan đến cái lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là những lĩnh vực đầu tư bất động sản trên địa bàn tỉnh. Thời gian gần đây thì doanh nghiệp là cũng bị khó khăn kép. Một là khó khăn do đại dịch. Hai là khó khăn là chưa tháo gỡ một số thủ tục. Ví dụ trong lĩnh vực định giá bất động sản, doanh nghiệp sau khi hoàn thành việc định giá thì doanh nghiệp mới là nộp nghĩa vụ tài chính cho tỉnh. Cái thủ tục này quá lâu, doanh nghiệp quá chờ đợi và thậm chí mất cơ hội. Thì đề nghị là có giải pháp tháo gỡ để nhanh cái thủ tục này. Để có cơ sở mời gọi thu hút đầu tư, rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục cấp chủ trương đầu tư, đề xuất ủy ban tỉnh: một, tỉnh chủ động tạo ra những khu vực có điều kiện đủ cấp chủ trương đầu tư, đặc biệt là phát triển đô thị, phát triển nhà ở để mời gọi nhà đầu tư. Trường hợp các nhà đầu tư đề xuất các dự án tại các khu vực không đảm bảo các quy định để cấp chủ trương đầu tư, đề nghị ủy ban nhân tỉnh giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị hoặc cơ quan cấp sở, ủy ban cấp huyện là đơn vị đầu mối trực tiếp tiếp nhận nội dung đề xuất các nhà đầu tư quan tâm. Sau khi tiếp nhận đề xuất đầu tư, xem xét báo cáo tham mưu ủy ban tỉnh giao nhiệm vụ hoàn thiện thủ tục đủ điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án như bổ sung quy hoạch đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hàng năm, lập các quy hoạch đưa vào chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở hàng năm, có phân công trách nhiệm tiến độ từng cơ quan để cùng đồng hành cấp chủ trương đầu tư. Để thực hiện tốt các khó khăn vướng mắc cũng như kiến nghị của doanh nghiệp, thời gian tới các sở ngành địa phương cần triển khai các chính sách để cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, chuyển sang nền hành chính phục vụ, có cơ chế theo dõi, quản lý chặt chẽ quá trình xử lý công việc, tránh tình trạng hướng dẫn không cụ thể, trả hồ sơ nhiều lần gây bức xúc cho doanh nghiệp và người dân, xử lý nghiêm minh những cán bộ cố tình gây phiền hà, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp và người dân. Hôm qua ngày 23 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh từ tập đoàn DIC. Dự lễ tiếp nhận có đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Cứu trợ tỉnh, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dịp này, tập đoàn DIC đã ủng hộ 1,2 tỷ đồng vào quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Quảng Bình, với mong muốn được chia sẻ, chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền và người dân Quảng Bình trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, đồng chí Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đã thông tin với tập đoàn về các hoạt động tiếp nhận, phân bổ nguồn quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập đoàn DIC đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và người dân Quảng Bình trong việc phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời cam kết sẽ phân bổ kịp thời, hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ của các doanh nghiệp cho công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến chống COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh có sự góp sức không nhỏ của lực lượng tình nguyện từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Họ là những bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên hay những sinh viên còn rất trẻ, luôn mang trong mình bầu nhiệt huyết,
không ngại khó, xung phong lên tuyến đầu, cống hiến sức mình để góp phần giúp thành phố sớm vượt qua đại dịch. Trong đó có sự đóng góp quan trọng của đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Hơn một tháng nay, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Kỷ Nhân, trưởng đoàn công tác của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới và cả cán bộ y tế của bệnh viện vẫn ngày đêm hết mình cho việc cứu chữa các bệnh nhân COVID-19 nặng được chuyển từ tuyến dưới lên. Tất bật hối hả và hầu như không có phút giây được nghỉ ngơi, đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới tại Trung tâm Hồi sức Tích cực Người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn nỗ lực với quyết tâm cao nhất nhằm cứu sống các bệnh nhân nặng. Đoàn Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới được phân bổ đều cho 3 khu điều trị phù hợp với năng lực chuyên môn của từng người, vì vậy đã phát huy hết khả năng chuyên môn. Ngay chỗ tôi đứng đây là khu bệnh nguy kịch đấy, xung quanh gần 100 ca bệnh nhân đang thở máy qua nội khí quản, tất cả những ca này đang bị đe dọa sẽ tử vong. Mọi người có thể nghe thấy tiếng tích tè của rất là nhiều cái máy monitor và những cái máy bảo vệ, những cái máy mà nó báo hiệu về cái chức năng sống, theo dõi chức năng sống của từng bệnh nhân. Mọi người làm việc rất là tất bật, không cán bộ y tế nào mà đứng một chỗ, luôn luôn đi lại, luôn luôn làm việc. Mặc dù trong điều kiện tỉnh Quảng Bình đang tình hình dịch cũng có những cái nguy cơ và diễn biến phức tạp, nhưng mà với cái tinh thần trách nhiệm và chia lửa với cái các cái tỉnh phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện đã cử một đoàn 50 người gồm bác sĩ và điều dưỡng, kỹ thuật viên là tham gia cái bệnh viện ở Trung ương Huế 500 giường. Và thứ hai nữa là bệnh viện cũng cử một cái đoàn 17 bác sĩ trước đó là tham gia cái bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở thành phố Hồ Chí Minh, với tinh thần trách nhiệm là giúp cho thành phố Hồ Chí Minh sớm chấm dứt cái dịch bệnh. Nhiều khó khăn, vất vả, trở ngại mà đội ngũ các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới gặp phải khi lần đầu tiên đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, những người bệnh ở đây đều ở giai đoạn nặng, thậm chí nguy kịch đến tính mạng. Tuy nhiên, với tấm lòng của những lương y như Từ Mẫu, sự nỗ lực và trái tim thôi thúc với quyết tâm cao nhất, hết dịch mới về. Đội ngũ các y bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới đã vượt qua muôn vàn khó khăn trước mắt để hoàn thành nhiệm vụ cứu chữa người bệnh. Nhiều thành viên trong đoàn lần đầu tiên xa nhà dài ngày. Nhiều người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, còn nhỏ, chồng công tác xa, nhưng vẫn nỗ lực hết mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi đã xác định đồng viên nhau vượt qua khó khăn, làm quen với cái khẩu vị ăn uống của miền Nam để đảm bảo sức khỏe. Người Sài Gòn ăn được, người miền Nam ăn được thì chúng tôi ăn được, để đảm bảo sức khỏe, đủ sức khỏe để mà chiến đấu với dịch bệnh. Về chuyên môn thì chúng tôi làm quen rất nhanh và tiếp cận rất là nhanh. Chỉ ngay trong vòng tuần đầu tiên thì chúng tôi đã tiếp cận và làm quen với tất cả các cái máy móc, với các quy trình làm việc, với các cái phác đồ điều trị và phát huy rất là tốt. Vì hoạt động nhóm sau một tuần thì tất cả các cái 50 nhân viên của Bệnh viện Nam Cuba mới đã thích nghi được với là sự điều trị của bệnh nhân từ 3 nhóm, đó là nhóm nguy kịch, nhóm bệnh nặng và nhóm chuẩn bị ra viện, và các công việc khác như hành chính, xét nghiệm, phục hồi chức năng. Và cái sự cố gắng đó là đã được đồng nghiệp của các bệnh viện ban và ban lãnh đạo bệnh viện đánh giá rất cao về chuyên môn và về tinh thần phối hợp nhóm. Bản thân tôi thì thấy là mình phải có trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng. Hiện tại thì dịch COVID đang lan nhanh, do đó thì tôi thì cố gắng cùng với cả các đồng nghiệp của mình tính kết tinh nguyện ra thời gian để chống dịch. Khi mà thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang liên tiếp ghi nhận các ca bệnh COVID-19, trong đó có nhiều ca bệnh nặng, thì những chiếc áo blue từ nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có đoàn bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, đã dốc sức mình với những cố gắng không mệt mỏi để ngày đêm cứu chữa các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ở đây thì tình nguyện viên quá là xuất sắc, lo cho bệnh nhân cơm, rồi sáng trưa chiều có thuốc men, rồi đêm hôm cũng phải đi đo từng người một. Nay cô ổn, cô cảm ơn con, không bao giờ cô quên ơn tụi con hết. Theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID và Bộ Y tế thì các cái bệnh viện ở khu vực miền Trung, trong đó có Bệnh viện Việt Nam Cuba Quảng Bình,
góp sức cùng Bệnh viện Trung ương Huế vào xây dựng trung tâm hồi sức tích cực của Trung ương Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh để giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch bệnh. Đây là một cái việc làm hết sức thiết thực và có ý nghĩa trong việc hỗ trợ cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch trong cái giai đoạn mà dịch bùng phát phức tạp này. Trung tâm hồi sức tích cực của Bệnh viện Trung ương Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh có các cái đội ngũ của nhân viên y tế của Bệnh viện Việt Nam Cuba Quảng Bình đóng góp vào trong một cái hệ thống điều trị hồi sức của Trung tâm hồi sức ICU tại Thành phố Hồ Chí Minh số 14, và các cái bác sĩ ở Bệnh viện Việt Nam Cuba đã hòa nhập rất là nhanh, đồng thời phối hợp nhóm rất tốt với các y bác sĩ của Bệnh viện Trung Huế và các cái bệnh viện ở khu vực miền Trung Tây Nguyên, ở khu vực miền Trung khác, đảm bảo cho công tác cấp cứu và hồi sức cho bệnh nhân tại cái trung tâm hồi sức tích cực này, và góp phần không nhỏ cho việc điều trị thành công nhiều các bệnh nặng. Và có những anh em mặc dù là chưa tham gia vào cái công tác điều trị hồi sức nhưng cũng nắm bắt rất nhanh các cái công việc của một cái trung tâm hồi sức tích cực và cũng đã trực tiếp điều trị cũng như hỗ trợ rất nhiều cho các cái ekip điều trị tại trung tâm để đảm bảo cái việc cứu chữa người bệnh một cách tốt và thành công. Dù phải xa nhà nhiều ngày, làm việc trong điều kiện vất vả, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, nhưng với tinh thần người trong một nước phải thương nhau cùng, các chuyên gia, tình nguyện viên ấy đã ngày đêm tham gia công tác cứu chữa bệnh nhân, giúp nhiều người bệnh vượt qua những thời điểm nguy kịch để trở về với cuộc sống bình thường. Những hình ảnh đẹp của họ đã làm sáng đẹp thêm truyền thống, lương y phải như tử mẫu. Chúng tôi muốn gửi gắm đến người dân Quảng Bình, anh em, đồng nghiệp, bà con, đó là chúng ta phải bình tĩnh, không có gì hốt hoảng. Chúng ta hãy thực hiện tốt 5K, 5T, tin tưởng vào cái hệ thống y tế của tỉnh nhà, thực hiện tốt các quy định của địa phương trong cái giai đoạn tỷ lệ tiêm chủng vaccine đang còn thấp. Từ tâm dịch, chúng tôi mong muốn mọi người dân của tỉnh ta hãy bình tĩnh và tin tưởng vào hệ thống y tế tỉnh nhà. Mọi người dân hãy sinh hoạt lành mạnh, nâng cao thể trạng, thực hiện tốt 5K, 5T và các quy định về giãn cách xã hội mà địa phương quy định. Cái kinh nghiệm sau cái đợt điều trị này là phải nói rằng rất quý giá, bởi vì họ được làm việc với những cái bác sĩ rất có kinh nghiệm ở Bệnh viện Trung Huế, rồi các cái bệnh viện ở trong thành phố lớn ở trong Thành phố Hồ Chí Minh và cả cái bệnh viện của khu vực miền Trung Tây Nguyên, để được học tập kinh nghiệm, chia sẻ những kinh nghiệm mà trên thực tế là chưa bao giờ gặp và có thể sau này để về áp dụng tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ở nhà không có mạng Internet, học sinh phải dừng lán ở bên đường để đón sóng học online với mong muốn không bỏ lỡ buổi học nào để theo kịp các bạn. Đó là câu chuyện xúc động về tinh thần vượt khó, nỗ lực học tập của hai chị em người dân tộc Bru Vân Kiều ở bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy. Hai chị em ruột là Hồ Thị Thanh Huyền, lớp 11 và Hồ Thị Son, lớp 12, cùng theo học tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình, hiện đang sinh sống ở bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy. Trong bản, sóng điện thoại chập chờn và không có mạng Internet, nên hai chị em phải dừng lán cách nhà khoảng 3 km, sau đó kết nối với sóng 3G của mạng viễn thông để học online. Đường đi lại khó khăn nên bọn cháu phải làm lán ở đây để học online. Với lại ở đây mới có sóng để bọn cháu học. Nắm được thông tin hai chị em Hồ Thị Thanh Huyền và Hồ Thị Son tìm được nơi có sóng để dừng lán trại học online, nhiều học sinh ở bản Bạch Đàn cũng tìm đến đây để học. Có một đoạn đường khó nhất luôn, đây sỏi lở và nguy cơ sạt lở nữa. Nhất là nguy cơ cái sạt lở, học sinh đi qua đoạn đường là rất vất vả luôn. Trong những ngày qua, các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Làng Ho, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã thường xuyên đến lán để nhắc nhở các em học sinh phải đảm bảo an toàn trước nguy cơ xảy ra sạt lở đất do mưa lớn kéo dài. Để kịp thời hỗ trợ các em học sinh vùng núi có điều kiện tốt hơn trong học online, Viettel Quảng Bình đã tích cực khảo sát địa điểm thích hợp để lắp đặt trạm phát sóng 4G. Sau khi nhận được cái thông tin là có hai em học sinh tại cái bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy vượt 5 cây số để bắt sóng di động phục vụ cho học tập, thì ngay sáng hôm nay chúng tôi đã cử một cái đoàn cán bộ kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát để lấy cái sóng 4G tại cái bản này. Đây là một cái bản rất là khó khăn về đường xá đi lại,
cũng như là điện lưới. Tuy nhiên, với cái tinh thần trách nhiệm và kinh doanh gắn liền với cái an sinh xã hội, chúng tôi là quyết định xây dựng một cái trạm phát sóng 4G để phục vụ cho bà con cũng như là các em học sinh có điều kiện là bắt được cái sóng 4G phục vụ cho học tập trong cái giai đoạn dịch bệnh như hiện nay. Và trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục ra soát những cái vị trí tương tự như thế này để xin ý kiến tập đoàn cũng như đưa ra các cái giải pháp để đảm bảo chất lượng sóng phục vụ cho các em học tập. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, tuy nhiên, các em học sinh tại các xã miền núi của tỉnh Quảng Bình vẫn luôn nỗ lực vượt khó để tiếp tục theo đuổi ước mơ con chữ.